Rồi, ok, xin chào các bác. Thì đây là cái clip mà em so sánh màn hình giữa con LG V50 ở phía dưới và cái con V60 ở phía trên. Thì hiện tại em đã để tất cả những thông số của hai con này đều max hết nhé. Đây, ví dụ như con V50 này, cái độ sáng là 100% rồi nhé. Con V60 này, cho 100% luôn này. Tắt wifi đi, nhớ ông nào gọi, tắt luôn. Rồi. Và hẳn sâu trong cái cài đặt thì ở trong cài đặt này này, cái phần hiển thị này, này đây nhá, em để cái chế độ màu màn hình này đều là để cái màu tự nhiên nhé, hai con để màu tự nhiên. Rồi, ok. Và cái trình nâng cao video này cũng để luôn nhé, hai con đều bật. Đấy, thì có mỗi hai cái đấy là nó giống nhau thôi. Còn cái việc cái con V50 này này nó có độ phân giải là 2K thì em để 2K luôn. Còn cái con V60 này Full HD thì nó vẫn là Full HD thôi, không để cái gì nữa cả. Bây giờ là hai con đều mắc rồi nhá, em sẽ chạy cái video xem nó thế nào. Đầu video đây này. Video đây các bác, thì để em bật lại phát xem là nó có cùng không đã. Phải để nó quay lại các bạn, không thì nó sẽ bị không quay à. Cái này chạy sao chưa xoay thôi. Ok các bác chờ xíu nhé. Rồi, em sẽ phát cùng một lúc, đúng nhỉ? Phát nào. Cái này nó lại từ đầu. Khoan đã, để em cho nó về cái mức âm lượng nhỏ nhất đã. Gì đấy? Rồi, âm lượng nhỏ nhất rồi. Ok, sẽ cho nó từ đầu nhé. Ok, bỏ ra. Rồi, tắt điện các bạn. Đó, con V60 ở phía trên nha các bác. À, quên nói luôn là em đang quay cái clip này bằng cái con S22 Ultra nhé. Đó, và cái độ sáng là các thứ đều mắc hết rồi. Đấy các bác tự xem và cảm nhận thôi. Thì nhiều bác cũng bảo là cái con V50 nó có cái màn hình 2K thì có thể là nó sẽ ngon hơn, nhưng mà thực ra thì em thấy nó cũng có vẻ là có vẻ nó sáng hơn một chút các bạn. Đó, các bác cứ xem thì em cũng không 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 biết được con nào đẹp hơn đâu. Đây đang nhìn thực tế luôn đấy. Còn các bác nhìn qua cái camera của con S22 Ultra thì có thể nó có thể bị giảm cái chất lượng đi một chút. Đó, ở những gam màu kiểu xanh xanh như này thì có thể nhận ra con nào nó đậm hơn, con nào nhạt hơn thôi. Đó, thì anh em LG vẫn còn tranh luận với nhau về việc cái màn hình nào của LG thì đẹp hơn, nhưng mà thực ra thì em thấy nó không có ý nghĩa nhiều. Con nào nó cũng rất là đẹp rồi, từ hồi cái con G2 nó đã rất là đẹp rồi. Ở cái clip trước ấy, cái video trước ấy thì em quay bằng cái con V60. Thì khi đó em quên mất em không tắt cái HDR đi, dẫn đến là cái chất lượng video nó bị nhạt nhạt ấy, màu sắc nó nhạt nhòa ấy. Thì tại vì nhìn trên cái con V60 thì nó không nhận biết được đâu, không ra không không nhìn thấy cái bị nhòa đấy, dẫn đến khi mà đưa lên PC thì em mới thấy. Nhưng mà lúc đấy thì quay xong clip rồi nên thôi em cũng chẳng sửa nữa.
Đó thì như cái gam màu đỏ thì em thấy là con V60 nó còn cho cái màu nó đỏ hơn ấy. Đó. Và màu xanh cũng thế, màu xanh em thấy nó cũng có vẻ xanh hơn. Có vẻ là con V60 nó đẩy màu hơn một chút so với con V50. Còn cái độ chi tiết thì thực ra thì em thấy nó cũng ngang ngang nhau thôi. Đó, thì các bác cứ tự đưa ra cái nhận xét của mình thôi, chứ em về cái vấn đề đẹp xấu này em không không muốn tranh luận nhiều và cũng không không có gì để tranh luận đấy các bác. Tại vì đẹp xấu vẫn là mắt của mỗi người mà. Con V60 ở phía trên nhé các bác. V60 nó to hơn chút. À, cũng sắp hết rồi. Thực ra thì em thấy con V60 nó còn cảm giác cái đôi mắt với đôi mắt của em thấy con V60 nó đẹp hơn ấy. Vậy là em cảm giác nó bị con V50 nó bị hơi giật giật một chút đấy các bác. Không biết tại sao nhưng mà cảm giác nó hơi giật một chút. Em thấy con V60 nó mượt hơn. Ở những cái đoạn mà cái view nó chuyển động ấy. Các bác cứ nhìn kỹ xem. Đấy, cái đoạn chuyển động cực kỳ vừa giờ con V60 nó à quên con V50 nó hơi giật giật một chút. Không biết có phải do cấu hình không. Nhưng mà cấu hình nó cũng rất là mạnh rồi mà. Rồi ok, thì video đã xong rồi nhá. Chúc các bác buổi tối vui vẻ.